Chính vì vậy mà sao con người đã phát triển lên rồi, sau một thời gian mọi cái đã phá hủy quá được rồi, con người ta trở nên nguyên thủy. Đấy, lại tìm những cái gì nó phải thuần thiên nhiên. Và ông này là ông Samuel Nesting, ông là gì, chủ tịch hiệp hội đề phòng và phòng chống ung thư tại Mỹ. Ông có bài phát biểu như sau. 암의 원인의 이 발암 물질의 75%는 화장품 생활 용품을 통해서 흡수가 된다. Và ông có một cái bài phát biểu trước hội nghị của ông ấy là gì ạ? À, có tới 75% cái nguyên nhân gây ra bệnh ung thư trên cơ thể con người đó chính là các cái chất ở trong các cái hóa mỹ phẩm hàng ngày chúng ta tiếp xúc. Shampoo, 비누, 세제. À, dân giản như là dầu đầu này, xà bông rửa tay này, rồi là rửa mặt này, hay tất cả những gì tẩy rửa body chúng ta. Hoặc là đơn giản như là cái chất thuốc rửa tóc. Và có một cái mà chị em cũng rất thích, thậm chí giờ thì cảm thấy mấy anh bôi thôi, đó là son môi. Hoặc đơn giản chúng ta có một cái mà lau nhà, những cái lau nền nhà đấy. Thì những cái nguồn nguyên liệu đó đều là những cái chất độc tố. Vâng, và cái từ là Iodine ở đây nó là những cái chất còn lại bên trong cơ thể của chúng ta và là hóa chất nó tích tụ lại đấy ạ. Ở nước ngoài người ta rất nổi tiếng về cái từ này. Tức là tất cả những độc tố đó chúng ta dùng một sản phẩm nó ít, nó quá ít, chúng ta dùng một ngày tiếp bao nhiêu sản phẩm nó tích tụ lại, nó sẽ cứ dồn lại bên trong cơ thể của chúng ta. Và người ta đưa kết luận là một ngày có tới 515 các thành phần độc hại hóa chất nó có thể hấp thụ vào trong cơ thể của chúng ta. Vâng, những thành phần đó đây có hết nào so với kể cả đơn giản cái giữ tay, giữ môi, giữ cơ thể hay là mascara hay tất cả những cái gì chúng ta dùng trên cơ thể chúng ta. Và đương nhiên là đàn ông cũng có nguy hiểm chứ không phải là các anh không dùng cái này mà có hết. Nó cả đó. Anh bảo là nam giới một năm ấy người ta nghiên cứu là cũng ăn đến hết một quả phan à hôm vợ tức là không những chỉ phụ nữ ăn đâu mà ông cũng ăn theo ấy. Một lần đánh tê hơn là chúng ta biết được tất cả các thành phần có ở trong cái đọt đó, cái chai đó. Chúng ta giải, ai sẽ giải đến nhớ giải về và ra tìm tất cả những cái thương hiệu có tiếng, ví dụ như Amway hay bên mình là đang tương đối Kelsella hay đơn giản những cái sản phẩm của Vui hay là Hen Lam hay gì của Hàn Quốc, của Mỹ, của Pháp đều có hết, gì đâu. Sẽ có ai đó tìm cái sản phẩm mình đang dùng nhưng lại không có ở trên đây. Thì chúng ta chỉ hiểu một điều là nó có hai lý do. Bác anh chỉ nói một, em nghĩ là hai. Thứ nhất là có thể là ít quá ít người dùng. Thứ hai, ví dụ như Amazon để làm cái gì tìm lên nó cũng có một sản phẩm duy nhất. Và cái đâu có vào Việt Nam. Nhưng mà rất nhiều người dùng nhưng tại không vào Việt Nam thì cái app này chưa được phép. Sau này thì nó sẽ có một cái tính năng mới là cũng cái app này chúng ta giống kiểu chụp cái thành phần đằng sau có tất cả thành phần này chúng ta chụp vào tự hiển thị lên đây luôn đấy, hiển thị ra tên của phương tiện chuyển ra cho chúng ta để chúng ta hiểu. Và tôi thì đây là tôi đã bản thân tôi tìm thử cái app Amway. Và chúng ta đều biết Amway là một công ty network tại Hàn Quốc, cũng là số 1 Việt Nam, cũng là số 1. Và Amway thì là một cái doanh nghiệp rất là tốt đúng không ạ? Và Amway thì họ còn gì ạ? Có cả những cái nông trại để sản xuất được một nguyên liệu chúng mình nuôi trồng. Amway cũng như là New Skin họ cũng thường xuyên đi chia sẻ cho mọi người là các
nguồn sản phẩm của họ là hữu cơ, thậm chí họ còn ăn không mình thấy. Chà, 그런데 찾아봤더니 유해 성분이 11 가지가 되고 있어요. Nhưng đấy là ngày xưa khi mà cái app chưa hình thành. Còn bây giờ hình thành rồi, chúng ta hoàn toàn có thể tìm được các thành phần ở trên đây. Ví dụ như là kết hợp một cái sản phẩm dưỡng thể body chúng ta đúng không ạ? Các thành phần cần chú ý là 5 thành phần rủi ro và thành phần gây lên allergy, gọi là gì bị mất cảm không? Đấy thì là 5% à 5 thành phần. 왜냐면 안 좋은 성분도 같이 섞어서만 되기 때문에. 아, 그러니까 trong những cái thành phần của trong cái loại dưỡng thể á, nó có những cái thành phần nó có thể gây hại trên cơ thể chúng ta. 자, 이걸 누르면 성분표가 나오고요. Thì khi chúng ta click trực tiếp vào cái hai cái dòng có cái màu đỏ nhá thì là toàn bộ các thành phần ở đây. 이거 조작이 아닙니다. 왜냐면 여기 뒤에 그대로 써 있어요. 어? 그 này thì không thể làm giả được. Nếu như ai cẩn thận nữa họ sẽ tiếp tục cầm cái lọ này trên tay và xem à những thành phần này có giống không, nhưng mà đúng như vậy thì là hoàn toàn là sự thật nhá. 이걸 누르면 설명이 나오는데. Thì khi chúng ta click vào bất kể một thành phần bất kỳ thì đều có những cái giải thích. 이거 한번 읽어 주세요. 이거 뒤로 좀 주세요. 이거 어떤지. 이거예요. 아, 회 sản phẩm. Okay. Cái chữ SLS, SLS nó là một cái chất dễ thẩm thấu qua da và lưu lại ở tận gan, cổ, não trong vòng 5 ngày. Đồng thời gửi đi những loại vật chất gây ung thư qua đường máu. Ngoài ra nó còn làm khô da và được biết đến tới là nguyên nhân gây ra bệnh ung thư thi thể. Do đó cần đặc biệt chú ý không để loại chất này tiếp xúc gây tổn hại đến mắt của trẻ nhỏ. Tức là cái chất sodium lauryl sulfate nó là một cái chất mà nó độc tố đúng không ạ? Nó gây hại trên cơ thể mọi người. Thì người ta có ghi rất là cụ thể đấy rồi. Đấy, thì ở trong cái sản phẩm như này họ cũng thường xuyên nói rằng là thần tự nhiên, nhưng khi tôi tìm hiểu trên này nó không phải như thế. Hoặc là như OQ của Hàn Quốc này, Hena cũng của tập đoàn Amer Cosmetics này, Lanco của Pháp này, Sino của Nhật Bản này, tất cả trong một thành phần thì đấy cũng chưa được công nhận là organic 100%. 그런데 직급 제품은 안 들어와요. Nhưng chúng ta thấy là dạo sản phẩm của dịch vụ thì hầu hết nó không có chứa những cái độc tố như thế này. 자, 이런 유해 성분은 유해하지 않은 걸로 바꿀 수가 있는데 가격이 4배 이상 À, vâng, ngày xưa thì họ đã hình thành rồi, đã sản xuất rồi, bây giờ họ muốn chuyển sang cái dòng thiên nhiên hữu cơ đấy thì rất là khó để làm, đúng không ạ? Đã ra đời một cái sản phẩm theo quảng cáo như thế rồi, bây giờ họ muốn làm thì phải thay đổi hết toàn bộ các cái thành phần ở bên trong thì không phải là một việc dễ, bởi vì họ đã có công thức pha trộn rồi, tốn kém một cái. Rồi thì là công ty Zikup phân phối các sản phẩm do Zalo Bio trực tiếp nghiên cứu sản xuất ra, thì là và bản thân tôi, cái trải nghiệm của tôi là khi tôi dùng bộ xét năng thì tôi rất là ngạc nhiên. Ở tập đoàn Amore Prospect cũng là một tập đoàn về sức khỏe làm đẹp số 1 của Hàn Quốc đúng không ạ? Chính những người giảng viên đào tạo của công ty đó họ đã dùng thử cái bộ này. Và vì đó thì là một người đã từng sử dụng Sorasu là thương hiệu số 1 của bác Amore Prospect. Sorasu thì một set đầy đủ của nó khoảng tầm từ 40 đến 50 triệu đồng để có một set vừa dưỡng da vừa chăm sóc mắt của Esten các thứ cộng vào nhé. Tuy nhiên là cái người đã dùng sang nguyên một cái bộ set năm này và trên mạng họ đã xuất hiện cái gì nó lạ, nó mới. Và họ đã gì ạ? Giống kiểu như là cái từ này sao nhỉ? Họ muốn Đức Tần rất là thích mà cảm giác như là cái cảm nhận của họ nó ngạc nhiên quá đấy. Đó. Và họ đã nói rằng là cứ đi bệnh viện đi. Và nếu bệnh viện thì có cả cái giấy chứng nhận kèm xét nghiệm nữa cơ. Giấy chứng nhận xét nghiệm là da của anh là quá nhiều dinh dưỡng, hấp thụ một trong thời gian ngắn ấy, hấp thụ quá nhiều dinh dưỡng. Tức là dinh dưỡng bị quá. Vâng, tức là trên mặt thấy nó lạ đúng không? Đi khám thì gọi là dinh dưỡng nhiều quá hết rồi. Thế là không tố cáo gì cũng nữa. 저희 직급 제품의 원료는 원가 원료는 35%가 넘어갑니다. 저희 제품의 원료 원가는 약 35%에서 40%가 넘어가요. 그럼 cái giá cả của tức là cái nguồn nguyên liệu ấy. Nguồn nguyên liệu và giá cả của Zikup thì so với các đơn vị khác thì gấp tới khoảng tầm 30-45%. Các bạn
những cái sản phẩm như thế này thực sự là ý là cái trong là muốn nói là lấy quảng cáo đây, nên cái nguồn nguyên liệu thì giá thành nó không có đắt như vậy đâu, rất là rẻ thôi. Rồi sau này tôi sẽ trong Zoom ấy, tôi sẽ chia sẻ chúng ta kỹ hơn. Thực ra cái giá thành gốc của mỹ phẩm nhá, nó không đáng bao nhiêu đâu.